Kính thưa quý vị, Thái Lan khởi động mùa World Cup với những chú voi. Vào buổi sáng ngày hôm qua, những chú voi Thái Lan được trang trí theo màu quốc kỳ của nhiều nước đã cùng tham dự một trận đá bóng khởi động mùa World Cup năm 2014 với các đối thủ chính là các học sinh tại địa phương. Trận bóng đá đặc biệt nói trên đã được diễn ra tại trung tâm Ayutthaya, một tỉnh nằm cách khoảng 83 cây số với thủ đô Bangkok. Trận đầu này đã kết thúc với tỷ số là 3 đều và sự thi đấu hết mình của các cầu thủ con người, bất chấp sự khác biệt về kích thước giữa đôi bên. Người ta đã phải sử dụng đến hai loại bóng khác nhau cho trận đấu. Tuy nhiên, vẫn có đến hàng chục quả bóng bị hỏng và cú sút của những chú voi. Sự kiện nói trên đã được tổ chức để nhắc nhở người dân Thái Lan về việc tận hưởng niềm vui thể thao và tránh xa cờ bạc cá độ trong mùa World Cup. Theo một khảo sát gần đây cho thấy, khoảng 20% thanh thiếu niên Thái Lan từ độ tuổi 10 cho đến 14 hiện đang háo hức tham gia đặt cược tại World Cup năm nay. World Cup năm 2014 tại Brazil được dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 12 tháng 6 và sẽ là một sự kiện sôi động dành cho giới trẻ Thái Lan, bất chấp những bất ổn về chính trị tại nước này.